này có bọc trà đá nữa nha. Đó. Cho con ca, bán con ca cho con bọc nữa nha. Đây chị gái. Rồi em không phiền chị nữa nha, bán đất hàng cho chị. Còn muốn mai nhận sữa đồ thì ghé chị của em luôn. Đây chào chị. Dạ. Đây chị gái. Hồi trước ghé chỗ sạch chị gái cũng vui lắm. Dạ. Cái thác lát này xẻ là phải có kỹ thuật nha, chứ không phải là muốn xẻ là xẻ đâu. Thác lát cườm. Chính xác hả cô? Nói chứ nói về chùm tính nhẩm là ở chợ mấy cô tính nhanh mà. Chúc cô ngày mới bán đắt hàng nha. Trước về Tây đến đây cô bán mấy trái xoài. Thế cô nhớ đâu mà lần trước cô nhớ rồi. Dạ dạ. Dạ. Thứ nhất là quay làm kỷ niệm, thứ hai nữa là mình quay gì để cho bà con xa xứ coi chị. Dạ. Không phải nước ngoài không đâu chị. Thí dụ như anh chị em nào đi làm Bình Dương, Đồng Nai thôi, nhớ quê coi cũng được nữa. Dạ, trong với ngoài nước luôn mà. Dạ. Đặc biệt là em quay như vậy là ở vùng chợ quê á, mấy anh chị em đi làm xa xứ nhiều lắm. Dạ. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Câu này hay đó. Nhớ quê hương. Dạ. Đây, ăn sáng ghé chị nha. Đây có chị gái bán khoai lang. Xôi. Chứ ai xa xứ mà không nhớ quê. Dạ, ai xa xứ cũng nhớ quê mà. Thì anh đây là phó thường dân Nam Bộ nè. À, đây. À, đây, anh phó thường dân Nam Bộ. Đây là giống quá rồi. Giống quá. Cái này là tiếng mình đọc đúng là núm hay nắm anh? Hả? Cái này đọc là núm hay nắm? Nắm. Nắm ha. Hả? Nắm. À vậy đó ha. Thì thêm người. Để thấy người sử dụng ha. Dạ. Có dạ. Đây có xả này nha. Dạ, vậy đó hả? Quay chị. À, sao mà chào những em quần chúng mà tắt. Dạ. Bán rồi, quá chị ơi. Vậy đó hả? Mì Ra Xuân Nước xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Rất là vui khi gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo của em ngày hôm nay. Ngày mới thì em xin chúc cho khán thính giả gần xa của em có một ngày mới thật là vui vẻ, hạnh phúc và ngập tràn tiếng cười nha. Hiện tại thì Mì Ra Xuân Nước đang có mặt tại Cần Thơ. Cụ thể hơn thì hôm nay cùng em quay lại một ngôi chợ ở Cần Thơ nha. Cụ thể hơn là ở Cái Găng, đó chính là chợ 586. Hay còn gọi là chợ Phú Thứ đó cô chú. Này ông anh nè. Sáng nay người ta ghé lại Cần Thơ rồi. Có công việc đi Cần Thơ xong rồi ghé lại chợ luôn. À, đây là quan cảnh phía trong chợ nè cô chú. Đây là những người anh em rất là thân thuộc của miền Tây sông nước nè. Đợt trước ghé nè. Còn phía trong đây thì chợ nằm phía trong đây nè cô chú. Đây là chợ Nhà Lồng. Thời tiết hôm nay khá là đẹp nha cô chú. Do là ở đây khu vực gần với thành thị nên miền Tây quay hơi trễ một tí. Nếu là chợ quê thì miền Tây sẽ quay khoảng 7 giờ hoặc là 7 giờ rưỡi, 7 giờ hơn tí. Còn đối với những chợ thành phố thì miền Tây sẽ quay trễ hơn tí, khoảng 8 giờ là miền Tây sẽ bắt đầu quay. Rồi, không khí hôm nay rất là đông vui. 18 18 81 luôn hả? Dạ. Cho rõ. Đây là hoàn cảnh phía trong. Ở đây thì đánh một vòng xuống gió mình sẽ đi đến phía chữ U nha. Đó, thì mình sẽ đi đến chẻo phía bên đây. Ở phía sau chợ thì sẽ cặp một con sông nha cô chú, đó chính là sông Cái Sâu. Thì từ sông Cái Sâu đó mình sẽ đổ ra sông Hậu á, một con sông khá là nổi tiếng ở miền Tây. Mấy anh em rất là vui nè. Hôm nay gặp lại mấy anh chị em ở trong chợ cũng nhớ đến mình.
Giờ này đông khách lắm nè cô chú. Mình qua lại. Và Mì Đây Sông Nước cũng xin gửi lời cảm ơn nha đến khán thính giả gần xa đã dừng chân tại clip ngày hôm nay của Mì Đây Sông Nước để đón xem clip chợ Phú Thứ nha. Và cũng đã ủng hộ cho em trong suốt thời gian vừa qua. Cảm ơn khán thính giả gần xa rất là nhiều. Và em rất là mong khán thính giả gần xa hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh cũng như là like nè, chia sẻ bình luận để giúp cho kênh của Mì Đây Sông Nước ngày càng phát triển hơn nhé. Dạ rồi, bây giờ cũng sắp tới giờ giống như em dự định rồi đó. Cùng em thăm lại chợ Phú Thứ nha. Dạ bây giờ cùng em đi tham quan chợ nha cô chú. Đây là hoàn cảnh chợ nè. Khi mà đây có quán cà phê, buổi sáng ở đây rất là đông. Riêng chỗ này thì em thấy lần trước tới bán dừa rất là nhiều nha. Có mấy anh em bán dừa nè. Bị thì ghé đây muốn mua vé số thì có đây luôn nha, của chị gái. Chúc chị ngày mới vui vẻ, tốt đẹp nha. Đây, chị gái đây. Có đến chợ Phú Thứ thì ghé ủng hộ chị nha. Đây gặp lại người anh. Ổng là hái trái cây với gọt trái cây hay lắm. Còn cái này nạo dừa là dùng cái không dùng cái muỗng, mình dùng cái muỗng nhựa ha, không dùng muỗng sắt. Dạ. Cái muỗng kia nạo đâu được. Muỗng gì ha? Đi chút dừa rất là nhiều luôn. Kìa thì có chị gái đang nạo dừa cúm dẹp nữa cô chú với trái gấc. Dạ sóc trăng gấc nữa cô chú, xôi làm xôi. Ồ, ở đây mình là chuyên về dừa luôn nha cô chú, dừa khô với dừa tươi nha, có máy ép nước cốt dừa luôn. Đó. Rất là chuyên nghiệp đó nha. Bây giờ mình làm cái đây này. Miền Tây sông nước. Đây, ôm anh em nạo dừa nha. Gặp lại mấy anh em đây. Chú anh lúc nào cũng bán đất hàng nha. Dạ. Chú. Đây, chị gái đây bán trứng gà, nhớ nhớ kênh em chưa? Dạ nhớ. Dạ. Có liên có dừa nào vậy chú? Đây có trứng. Thì là mâm bạc kia nhiều hấp dẫn nha. Đây có dầu dừa nữa nè, với mấy loại bánh, bánh kẹp, bánh bông lan, bánh bông lan, bánh kẹp với bánh gì, bánh kẹp hai loại bánh. Rồi vậy em cảm ơn chị nhiều nha. Dạ. Anh chị em nào có đến Phú Thứ thì muốn mua dừa với vậy đó hả, sạp gì lấy cái bọc cái giùm em cái, không thấy cái gì tiếng vậy, cái gì tiếng vậy, à tiên tiên hả, à rồi rồi tiên tiên. Đây. Ở đây thì mấy anh chị em bán rồi cô chú, đây có mấy anh em mình đây bán đây. Khỏe nha anh. Nên nước dừa này. Ở khu vực này thì mấy anh em chiên dừa nhiều lắm. Bên đây nữa nè.
mấy anh chị bán nè. Tôi đến thì ghé ngộ mấy anh chị nha. Nhưng ngày này mấy anh em mình bán lâu chưa anh? Mấy năm rồi. Dạ. Vừa không ha? Quá thì vừa luôn. Anh bán được nhiêu năm? À ngày hả? Nãy bán 15 năm rồi đó. Anh được nhiêu năm kìa? Anh kìa. Dạ. Hỏi gì em đi nha. Bán đất hàng. Dạ. Này cô chú, nó dễ đây nè. Thôi cùng miền Tây bây giờ em sẽ xuất phát giống như vị trí cũ nha. Em sẽ xuất phát từ thường thì em sẽ xuất phát từ hướng bên kia. Tuy nhiên hôm nay thôi ok. Mình sẽ chuyển hướng nha. Hôm nay cùng miền Tây di chuyển từ hướng này đi xuống rồi đi vòng ngược lên. Ở dãy dưới cặp mé sông thì sẽ có một dãy chợ cá bán rất là nhiều cá đồng, rất là hấp dẫn nha. Đến Phú Thứ thì mình có thể gửi xe tại đây nè. Đây, đây có bãi giữ xe luôn. Ở đây thì không có các hàng uống thì không có nhiều, dãy bên kia thì mới có. Đây có cô để bán thuốc nam. Như cô bán các loại hạt đúng không cô? Cô bán các loại hạt hả? À dạ dạ. Rồi cảm ơn cô. Thì cô đang bán hàng rồi. Mình không có phiền. Mấy cô bán tiếp. Mấy chị bán tiếp. Đây có một dãy bán nè cô chú. Thì cùng miền Tây di chuyển hướng này nha. Lần trước thì miền Tây di chuyển từ phía bên kia. Dãy bên kia thì bán rất là nhiều quán đồ ăn sáng nha. Dưới cặp phía dãy lộ luôn. Ở đây thì bán đồ tươi với cá đồng rất là nhiều. Có sạp gạo lớn quá. Giao có một chú, cái chú bán bánh mì quá à, chú bán bánh mì. Chào chị. Dạ mua mai bán đắt hàng nha chị. Dạ đây là cửa hàng Phương Tùng. Dạ chiên gà vịt nha cô chú. Có làm đám thì ghé ủng hộ chị. Dạ. Đây gà nè. Với vịt luôn hả chị? Gà gà hát luôn. Gà ta vịt sim. Gà sim trắng. À đây. Gà sống vịt sống nè. Gà đây. Dạ. Tết về bán được không chị? Được. Dạ. Nay ghé lại chợ. Trước Tết thì em có ghé đó. Em cười để em cười buôn bán này nha. Đây cũng chắc cũng mấy tháng à, cũng mới đây à, không lâu, trước Tết cũng gần tháng hay tháng. Dạ. Đây, có đến thì ghé ngộ chị. À, đang sáng luôn đó hả? Rồi, chi. Bắn bắn rồi chi. Chi. Em cha mày lên bốn cho mày mắm kìa. Đây là sập mắm của chị. Thấy là ngon nhất á. Dạ. Thôi chị ăn sáng nha. Để lời chúc đến chị, lúc nào cũng vui vẻ. Ôi trời có bồ đàm luôn hả? Ủa gì là này hết cái khác ở đâu? Sức đây là lớn. À cũng có con sạp ở dưới nữa hả? À dạ. Ở dưới ai bán chị bán hay là ai bán? Em. À em chị bán. Rồi. Dạ. À, chị ăn sáng nha. Rồi. Cảm ơn. Dạ. Cô chú. Người có tiệm cô chú. Mấy anh chị bán quán chị. Ở dưới chợ cô chú nó có một cái đặc điểm thế này nè, mà không đúng là em cũng coi trên mạng nha, cái ca cà phê trong chợ uống nó không bao giờ nhỏ đâu. Đây uống cà phê là từ ca này nè, mà đặc biệt mấy chị rồi quất cho mày một cà phê sữa đá cỡ đó đó. Đấy. Uống cả ngày luôn ha. Dạ. Sáng tới một ngọt, cách về mình về luôn. Dạ tôi đến 586 ghé ủng hộ chị. Cà phê giật đúng không chị? Cà phê giật cô chú. Cà phê giật mà. Dạ.
À, dạ. Đây có bọc trà đá nữa nha. Đó. Cho con ca, bán con ca cho con bọc nữa nha. Đây chị gái. Rồi em không phiền chị nữa nha, bán đất hàng cho chị. Còn muốn mai nhận sữa đồ thì ghé chị của em luôn. Đây chào chị. Dạ. Đây chị gái. Rồi trước ghé chỗ sạch chị gái cũng vui lắm. Đây. Chị gái mê đồ cũng lâu lắm rồi đó, ở chợ nè. Chị là mai rồi sữa luôn hả chị? À sữa ha. Dạ. Đây. Đó. Có 586 muốn sữa đồ thì ghé chị nha. Quần jean với đồ bộ luôn hả chị? Dạ. Cái gốc bé bé xinh xinh này của chị được bao nhiêu năm rồi? À 4 năm ha. Dạ. Đây cô chú. Chị Loan nha. Còn mà nếu mà đọc ở dưới miền Tây không đọc chị Loan đâu. Chị Loan. À. Dạ. Rồi, cảm ơn chị Loan nhiều. Đi cô nè. Đang lặt đậu đỗ hả cô? Đậu que chứ? Dạ. Dạ, đồ dừa ha. Quá trời luôn, nhìn tươi quá chừng luôn. Có một trái quê hương nữa kìa. Đây nè, đây trái khế nè. Để nấu canh chua. Dạ. Dạ, dưa leo làm gỏi. Chân rau tươi quá chừng luôn. Cái bên này bán được không cô? Dạ. Nay chợ cũng đông chứ, con thấy. Dạ. Ủa vậy hả? Ủa gì tính ra chợ này cũng họp sớm dữ ta? Ớ cũng đi chợ sớm dữ ta? Giờ là thấy còn lai ra mấy người người ta công chuyện nhà người ta dọn dẹp rồi nó mới đi chợ đó. Dạ. Chợ này là bán dạ. Chợ nào giờ cũng vậy rồi coi. Hầu như đều bị dính hết trơn rồi. Chứ đi làm giờ đâu có tiền nhiều nữa đâu. Đi chợ nó cũng ngán nữa. Dạ. Cái trái mướp cô bán nhỏ nhỏ cưng. Rồi, con không phiền cô nữa nha. Chúc cô lúc nào cũng vui vẻ bán đắt hàng nha cô. Dạ, mạnh khỏe. Tháng sắm cây đi. Vậy đi ha. Vậy đi, vậy đi ha. Dạ. Rồi đợt sau ghé nói chúng sữa đặc biệt. Vậy đi. Nói cho nó hên hên rồi. Hai chị. Chị gái bán cái đồng gần hết rồi ha chị. Gần hết rồi em. Dạ. Thật vui rồi. Kênh của anh kênh gì? Kênh của em là Miền Tây Sông Nước chị. Miền Tây Sông Nước hả? Dạ. Chị bấm Miền Tây Sông Nước chợ Phú Thứ đi. À, là đủ rồi. Rồi dạ. Đó, em bấm mình lên rồi. Dạ. Tươi tươi. Quay đưa bả lên Facebook luôn này. Dính kênh liền chứ vậy. Làm kỷ niệm. Làm kỷ niệm. Con này có coi lại cảnh chợ mình biết chợ với lại xa xứ coi vậy. Người xa xứ coi nhiều lắm. Xa xứ ở đây là trong với ngoài nước luôn. Giống như mấy anh chị em ở đi làm ở Bình Dương với Đồng Nai rồi đó. Coi cũng được. Người xa xứ thì mới nước ngoài, định cư nước ngoài. Rồi, chúc chị bán đất hàng nha. Cá sặc quá trời tươi luôn, ngon quá chừng. Có vậy gào rồi. Đồ cải. Có chị gái đang cạo thắt lát. Mình sẽ dạ cái thắt lát này xẻ là phải có kỹ thuật nha, chứ không phải là muốn xẻ là xẻ rồi. Đấy. Thắt lát cườm nữa. Thắt lát này bán ra 1 ký nhiêu rồi chị? À 230 nha. À dạ không chị bán ra đi. À 200 nha. Ủa vậy là chị nhà dựa hả? À dạ dạ. À dạ. Cảm
muốn mua dừa ở đây là mình ghé sạp của chị gì? À đúng rồi, nhưng mà sạp của chị á, chị sạp gì? Mình là An Nguyên. À chị An Nguyên ha. Dạ, chị Nguyên. Dạ. Nguyên Phú Thứ. Đây có ông anh đang còn cá rô. Anh bán cá rô, cá chép với cá này cá gì sọc sọc lại vậy anh? Đây, có người cá. Cá vợn. Cá vợn ha. Ồ. Cá chép nữa kìa. Cá nước ngọt hết nha anh. Đây có mấy con cá anh mình. Dạ. Ở đây ra cửa sông Hậu rồi cá nhiều. Dạ. À dạ, ba ba đó anh. Dạ. Tôm nó bún dữ rồi kìa. Dạ. Tôm hả càng khối oxy. Sáng mấy giờ anh dọn ra rồi? À 5 giờ rưỡi ha. Cũng trễ đâu có sớm. À dạ. Này có mấy anh em nè. Tôi đến thì ghé ủng hộ anh nha. Anh thứ mấy vậy anh? Anh thứ 9 nè. Dạ, cảm ơn anh 9. Rồi em đi luôn chị Nguyên ơi. Cảm ơn chị Nguyên nhiều nha. Thầy anh chị em nào mà muốn xỉ lẻ cá thác lát ghé chị nha. Mua ủng hộ. Này mấy chị bán tiếp luôn nè. Có cá chép. Cá chép với càng to quá. Chị quen con tôm càng nữa chị. À dạ. Thôi bự dữ đó. Dạ. Cái càng xong. Khu này bán đồ đồng nhiều quá chừng luôn. Rồi Dương cảm ơn. Sáng giờ bán được không chị? Cũng là dài. À, dạ. Dạ, cảm ơn. Đây còn miền Tây di chuyển xuống dưới nha. Đây có mấy chị bán tiếp. Dạ. Bán đắt hàng nha chị. Dạ, về để em quay cho chị bán đắt hàng nha. Dạ. Chúc chị ngày mới vui vẻ. Dạ, cảm ơn em. Chào ế của em ơi. Dạ, thôi đừng nói nữa, đừng nói nữa. Mình nói chờ bán đắt đi nha. Chị nói vậy ông thằng tài ông địa ông nghe được ông buồn á. Chị phải nói đắt hàng đi. Tên tên gì? Dạ kênh của em là miền Tây sông nước. Đây mấy chị của em nè, đây chợ. Ở đây là dãy chợ cá nha cô chú, bán rất là nhiều cá đồng luôn. Dạ. Đây thì chị chiên gà vịt, có đến thì ghé ủng hộ chị nha. Bỏ mối cho bạn hàng các tiệm ăn rồi đó, có đến thì ghé ủng hộ chị. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Cô chú, chị bán cá đồng tiếp nè. Nghe mấy chị. Sức dầu gió luôn rồi. Chị. Cá lóc bông. Dạ, mấy cá he. Cá lóc bông to quá. À, miền Tây đi thì miền Tây mới biết nha, có cá lóc bông nè, cá dày nè, với cá lóc, ba loại cá nó cùng họ nhau đó. Dạ. Đây cá rô. Chứ xưa em đi em đâu biết là gì, đi từ từ rồi nhìn hỏi rồi mới biết á. Cá đối nè, chị bán. Chúc chị ngày mới bán đắt hàng. Dạ. Tháng trước em ghé thì lúc đó chợ cũng đông. Dạ. Quay chị bán đắt hàng nha. Dạ. Đây cá tai tượng, chi giòn với cá chẽm. Dạ. Mấy giờ chị nhóm chợ ở đây chị? 5 giờ đầy đủ rồi cơ. Dạ 5 giờ ha. Dạ. Ở đây chắc thứ bảy chủ nhật mới đông, em nghĩ vậy. Dạ. Tại vì ở đây có cái khu công nghiệp đó cô chú, nên miền Tây sông nước cũng nghĩ là thứ bảy chủ nhật sẽ đông. Tại vì thứ bảy chủ nhật là không có đi làm á chị, đi chợ nhiều. Đây chị bán cá chê nè.
cá chê tiếp nè, bự bự không? Có con chắc hơn 1 kg á chị. Còn ký mấy á? Ký mấy luôn nha. Chỉ có vùa nữa kìa. À, đây có cá chê, con cá chê này hơi lạ nè. Nó như cá chê trắng gì đi. À chê lai à. Thì chứ em ghé qua ghé sạp đây nữa mà. Ghé chị nè chứ đâu. Đây có một số anh chị em đi đi xuồng ở đây bán rồi. Thứ này mình sẽ, đây là con, hồi nãy em có nói đây là con sông, con kênh cái sâu nha. Thì từ hướng này nè mình sẽ đổ ra phía sau lưng, phía hướng tay trái á, thì mình sẽ đi về cửa sông Hậu nha. Bên kia là Vĩnh Long, đây là Cần Thơ. Rồi em trả lời cảm ơn đến chị nhiều. Chị lúc nào cũng vui vẻ, mạnh khỏe, bán khách hàng. Cái đồng tiếp một chút. Đâu có quay YouTube vậy? YouTube. Dạ. Tô mình chọn nó dễ. Đây mấy chị bán tiếp nè một chút. Lần trước lên đây mình thấy học được bài toán nha. Có thả cá không? Đây. Dạ. Dạ không, không có thả cá. Nè, cái đường nè. Ồ, vậy đó hả? Ồ. Có trời cá luôn, u vậy gì đó hả? Cái lóc bông tiếp. Chị đang ăn sáng rồi, thôi để miền Tây di chuyển để cho chị ăn sáng đi. Để em đang ăn mất ngon. Rồi em cảm ơn chị nhiều. Chào chị. Bên đây tiếp với chị. Thôi bán đắt đi, mà quay chị bán đắt hàng nha. Cái chép đó chị, cái chép với cái gì vậy? Ủa đi Hồng Con gì đó hả? Xưa giờ thấy đi Hồng bự mà, nay thấy đi con chưa thấy. Dạ. Này thổi oxy. Chị đang cạo cá rảnh nè. Lần trước miền Tây đến đây là 9 lần 9 là khét đó nha. Nhớ chưa, nhớ chưa? Này có mấy chị bán. Vậy hả chị? Dạ. Này cá tiếp nữa. Tôi đến ghé hộ mấy chị của em nha. Cá điêu hồng với cá mì dinh đó chị, cá mì dinh bự hả vậy? Đây mì dinh bự đây. À. Ok không? Đó. Rất là nhiều cá đó. Tôi đi đến chợ Phú Thứ thì ghé hộ mấy anh chị. Có cái he nè, bữa nay có cái he bự ghê luôn không? Cái he này nhiêu rồi chị? Cái he bự trên tư thịt nấu nè, có con ký luôn đúng không? Dạ. Như cá không không dụng đi, như cá cái này đi, cá như cái mày hôi phải không? Cá này là cá chim. Cá chim hả? Ủa? Cái mày hôi mới bán rồi. À. Chim là nhiêu rồi chị? Cá chim 60 à. Cái này là cá leo. Cá leo. À. Cái này là cá ép. Cá ép. Rồi. Muốn mua cá ở chợ 586 gặp chị gì? Chị nè, gặp chị gì? Tươi. Chị tươi nha. À. Nhìn là thấy tươi rồi đó. Em ủng hộ vô chị nha. Chúc chị tháng sắm cây nha, cây vàng. Dạ. Cây vàng bán là phải sắm cây vàng chứ nha. Rồi ok, nói những lời tích cực, nói những lời may mắn đi, nó sẽ giận vô mình nha. Em đi chợ em kỵ nhất cái gì biết không? Ế rồi không đắt cái gì đó. Em không thích mấy cái từ đó. Sáng giờ bán giờ này mới được ăn đấy chứ. Cô bán gì vậy cô? Hôm nay có he bự rồi. Mấy chị bán tiếp. Dạ. Thì gặp lại người anh nha. Dạ. Thì anh đây là phó thường dân Nam Bộ nè. Quay phó thường dân Nam Bộ về quay bông cải rồi. Cá lóc nướng luôn kìa. Đây ông anh phó thường dân Nam Bộ. Đây là vắng quá rồi. Vắng quá. Cái này là tiếng mình đọc đúng là núm hay nấm anh? Hả? Cái này đọc là núm hay nấm? Nấm. Nấm ha. Tỳ lốt. Hả? Tỳ lốt không phải vua thì kêu bằng đốn, lúc vừa kêu bằng nấm. À vậy đó ha. Tùy theo người.
thì theo người mà sử dụng à, thì theo người sử dụng ha. Dạ đây có nướng rồi, quay cái lúc nướng được kìa. À, dạ đây có xả này nha, chọn xích nguyên, xích nguyên cùi măng quăng rồi kìa. À, vậy đó hả? Quá chào bán giờ ấy quá chị ơi, vậy đó hả? Quá chị ơi hả? Đây. Cái này trẻ những tài tử Hồng Kông chứ. À, ca sĩ Phương Bình hả? Ồ, vậy đó ha. À, vậy đó ha anh. Đó. Hồi đến thì ghé ủng hộ anh của em nha. Hồi xưa anh nói thôi, giờ anh về anh buôn bán rồi. Dạ. Ủng hộ cho anh. Biết bao lâu em mới xuống à? Đâu em chứ nếu mà tính đúng hơn là em nghĩ chắc cỡ 3-4 tháng, tại vì trước Tết em có ghé. Dạ trước Tết cỡ tầm chừng tháng 11 á. Vậy là bấm bên YouTube hả? Dạ miền Tây sông nước chợ Phú Thứ. Mình nói gì đó không là có đó không? Dạ có. Đây là chắc bà xã anh quá. À ông này làm mần công cho chị vậy? Làm gia công đó. Đợt gì đó mần công. Đâu gia công là làm công với gia đình chứ gì? Làm công gia đình. Đây. Lần trước phỏng vấn thì cái gì cái cùi chuối, cái lần này thì chơi nguyên củ măng luôn, măng tre luôn nha. Thôi nói chơi, gửi lời cảm ơn đến anh chị nhiều nha. Chúc anh chị lúc nào cũng vui vẻ tích cực như vậy đó, sức khỏe đi. Dạ dạ khỏe, bắt tay mạnh dạn lên. Em chúc anh là mỗi tháng mỗi sắm một cây vàng nha. Sắm nhiều hơn luôn chứ. Dạ vậy nè, chắc kiếm thêm quá phải không? À, ông chắc kiếm thêm rồi. Phải thêm chứ đâu bớt. À thêm chứ không bớt phải không? À vậy đó hả? Muốn kiếm bà hồn rồi chút xíu anh em uống phê nha. À, nói người chắc bà quýnh tôi thấy bà nội tôi luôn. À cá lóc nướng. Thôi quay cho bán đắt chứ không quay cho bán ế. Đó. À. Có cái lóc nướng với rồi rau tươi luôn nè. Thấy không? Kiếm thêm cho ông cái bảo quánh tôi chắc 3 cái 100, 3 cái 100. Đây cô chú. Đây, kẻ đầu tư bên đây cũng có nè cô chú, rất là đông vui. Nói chung dãy ở đây thì mấy anh chị bán đông vui lắm. À. Đợt trước miền Tây cũng gặp cái cô này nữa nè, cổ hay xách cái xe đẩy đi chợ á, cô có cái giỏ kẹp vô. Đợt trước em cũng gặp cô bán cũng xách giỏ gì luôn quay chợ. Chị bán cá cái đại tượng hả chị? Ơ à, cá điêu hồng. Dạ cá leo là cá nào mà vừa nãy giờ em thấy hoài. Ủa giống cá chê quá vậy? À vậy đó hả? À không, cá leo thì các em biết rồi, cá leo đó giờ bữa nay mới nghe luôn đó. Nó họ với chắc cá cha hay gì chứ, hay là cá... À, dạ. Ủa anh, con cá leo nó họ với cá gì anh? Giống cá chê quá, giống cá chê quá vậy. Nó họ cá chê không? Không. Không. Chuông bá hả? À cá chèn cá kết nha. Bữa nay mình mới thấy cá leo á. Tới giờ này mình ta mới biết cá heo nước ngọt nha. Đó giờ em không thấy. Đợt trước em quay vậy đó thấy cá heo. Dạ, cá heo nước ngọt. Ơi dãy kìa. Rồi, em gửi lời cảm ơn đến chị nhiều nha. Để bữa nó bấm vô miền Tây sông nước coi chợ Phú Thứ nha. Chợ 586 đó. Đợt trước cầm cái cùi chuối phỏng vấn ổng nè. Đúng rồi, em về em kiếm quá trời mà không kiếm cái cơn của anh. Kiếm cái cơn đó mà đánh ra nó không ra cái cơn. Kiếm gì kiếm cái gì, để kiếm cái cùi chuối rồi cho kiếm. Còn đợt này thì có chị áo xanh xanh đó, chị mới cầm nguyên một cây bột măng để phỏng vấn anh trai. Tôi đố ông này là ông khoái nè. Xem nhiều hơn. Không phải đâu, để ông bán đồ cái đi. Qua đây quay sập rau ổng nữa đi. Tôi mê ông anh tôi quá à, ông vui. Này. Chanh.
Ông đang bán lù bu rồi, không ghé được đâu. Thôi di chuyển đi, tí hay ghé đó không sao. Thôi em đi gì ơi, bán đất hàng nha. À, có đến cá lóc thì ghé ủng hộ chị chợ nè. Đi luôn nha chị. Này chị gái có bán đồ tươi nè. Sườn đũa nó chua đi. Sườn đũa nó còn chua nha. À, bông sườn đũa nè. Sườn đũa trắng. Sườn đũa điên điển. Cái gốc này là miền Tây nhớ hoài à, mấy anh chị đi vui lắm. Yeah. Đi chợ thì có hai niềm vui, một là quay được cảnh đẹp của chợ. Thứ hai là gặp được mấy anh chị vui vậy đó. Yeah. Hai cái. Như là đủ rồi đó. Còn lâu lâu thêm vài cái hài nữa, giống như ông anh đó thì thôi khỏi nói rồi. Lụm tiền thôi. Đúng ra là chợ thành lập được nhiêu năm rồi chị? Vậy hả chị? 2013 anh. Dạ. Đây thổ địa đây. Trời ơi quên nữa. À. Vậy là 11 năm rồi. 11 năm có rồi. Ủa chợ cũ nằm ở đâu? Đằng kia đó. Khúc bên đây hả? À có cái bãi đất trống à. À dạ. Anh ơi, em đố anh gì chứ, anh biết sao mà ông nội của em ổng vừa đánh răng mà ổng vừa thổi sáo không? Sao vậy? Biết sao? Sao vậy? Tại ông đeo răng giả đó. Giả thổi sáo. Vừa răng thổi sáo không? Ủa vừa đánh răng vừa thổi hút gió lộn. Ông vừa đánh răng rồi vừa hút gió là bữa nào cái hồng răng nó là mất tiêu luôn á. Đâu có, ý em nói ông nội của em đố ảnh đó. Dạ không biết thiệt. Thôi đi mình đi ra ngoài đi. Thôi đi luôn chị ơi. Cảm ơn chị. Dạ. Xíu đây em bấm kênh cho. Dạ. Để tí xíu đem ghé, xíu đem ghé. Em còn đi cảm ơn nữa mà. Cuối clip thì miền Tây hay đi cảm ơn mấy anh chị ở chợ lắm. Dạ. Vì sắp cá đẹp quá. Dạ. Ngăn nắp. Làm vậy là buôn bán thuận lợi lắm á. Tại vì người mua người ta nhìn vô người ta cũng thấy nó gọn gàng. Dạ. Ai cũng thích cái đẹp mà chị. Đây thì có cá biển này. Tuy nhiên em thấy dãy này cá lồng chiếm phần lớn. Đánh cá lồng nhiều nhất. Dạ. Dạ. Đây cô chú. Đây. Nhắc cái cùi chuối hoài luôn á. Đây cô chú. Đây cá đồng tiếp nè. Quá trời luôn. Một cái hồ, một cái khuôn quanh bán. Đây tuy đây hơi hẹp một tí nên miền Tây di chuyển hơi nhanh một tí nha. Cô này đang mắm. Đây có hai bàn. Chị gái thì bán cá đồng như cá biển hả chị? Ngày mới bán đất hàng hả chị? Buôn bán mà bữa này bữa kia. Dạ. Đâu có thuận lợi mãi được, mới có bữa này bữa kia mới chịu. Dạ. Rồi em cảm ơn chị nhiều. Dạ. Đây mấy chị bên đây bán tiếp. Dạ. Tôi đến thì ghé ủng hộ chị của em nha, bán cá he, cá đồng rất là nhiều, cá lóc. Đây con cá cha nó bự như người ta luôn nè. Cá điêu hồng. Mực. Đặc biệt là có cá kèo nha. Đây. Cái này thì thôi rồi khỏi nói luôn. Cá kèo ký hả chị? Dạ. Thì trả cá gì vậy chị? Cá mè. Cá mè ha. Dạ. Mình ghé đến sạp có gì mua ủng hộ. Ở này chợ 586.
sạp của chị thứ mấy đi? Chị Sáu. Rồi, cảm ơn chị Sáu nhiều. Trời ơi, bán không kịp tới ăn tôi uống còn gian dở nữa kìa. Thôi chị ăn sáng tiếp nha. Cảm ơn chị. Thì bên đây có mấy chị bán tiếp. Dạ, mua hết mâm mà. Cái người ghé chỗ khác cái mua hết mâm nữa. Rồi để mai em ghé ngân hàng đi. Trời ơi, mấy ông này làm nó có thể làm mấy ông giàu lắm rồi, có gì đâu. Dạ, yeah, không có gì dễ hái đâu chị ơi, chị. Chị yeah, không có gì dễ hái đâu chị ơi. Trời ơi. Nếu dễ hái là ai cũng hái hết rồi. Ừ, dạ. Rất là nhiều luôn, cá phèn chị bán nhiều. Dạ. Như tôm sông, cái tôm càng nữa nè. Lột luôn đó hả chị? Lột cho khách luôn đó hả? Lột ai mua bán vậy đó, ở không rảnh mà. Dạ. Em chúc chị bận rộn hơn nữa nha, để bán đắt hàng nha. Rồi, cảm ơn chị. Đây có vậy mấy chị bán khuôn. Cá. Đây cá út hả chị? À, sóc sọc hả? Ủa sao giống cái phải giống cái gì? Cá lăng, giống cá lăng. Cá lăng nó tròn. À. Cũng giống giống vậy. Cũng giống giống vậy. Cá linh. Chị đang mần cá thêm nữa nè. Cá cơm hả chị? Có quế. Cơm, cá chạch chứ không phải cá chạch quế, cá chạch xong. Xong. Chị ơi, cá ép thì đi chị. Nào chị cứ sọc đi. Mấy chị đang cắt thêm rau cao mát thôi chị. Đợt trước miền Tây nhầm với cái đó là lục bình. Không phải, nó là rau mát. Đó là nhiều. Vậy rồi, em cảm ơn chị nhiều nha. Chúc chị lúc nào cũng bán đắt hàng. Chứ đây thì có các loại khô. Công nhận chị bán khô cá thu nhìn tươi quá trời luôn. Lù đù nữa. Cá thu tươi quá chị. Cho em quay cái nghe. Đó giờ em đi quay cá thu nhiều mà em thấy lần đầu tiên cá thu này rất là tươi. Thu chị bán đẹp quá chừng luôn. Cái này như là lù đù. Cái này cá gì chị? À cá đỏng. Lù đù thì bên đây nè quý chú. Chị bán chị chợ hay bán cố định đi vậy? Dạ dạ. Chị bán chị chợ, có ghé thì ủng hộ chị nha. Đây chị gái. Chị có bán chợ Xuân Khánh được không? Ừ. Xuân Khánh em thấy mấy anh chị chạy chợ bán cũng nhiều lắm. Chợ Tham Tướng. Rồi thôi, em cảm ơn chị nhiều. Đây, cô chú anh chị có đến chợ thì đi gặp chị gái bán chị chợ thì ủng hộ chị nha. Đây là quang cảnh em đi được nửa chợ cá rồi nè, chợ 586 đó. Cô chú anh chị nào có đến chợ 586 thì ghé ủng hộ anh chị em ở đây. Đặc biệt ở đây bán cá đồng rất là nhiều. Đây là dãy chợ này. Chứ bên đây có mấy chị nữa nè. Rồi hôm đi chị ơi, em cảm ơn nhiều. Dạ. Đây rau mát này đó. Chứ em hỏi em tưởng lục bình, không phải. Đây rau mát. À, ở đây trống, có ánh sáng. Lóc, lóc to quá ha. Ồ quá chừng rồi. Vậy nãy giờ. Đây có mâm cá. Chị cho em quay cá thác lát nha chị. Dạ dạ. Sắp đẹp quá chừng nè. Trời ơi, ngồi trong thùng tiền vậy luôn đó hả? Mấy triệu đó hả? Hả? Hai câu cá.
Giờ này miền Tây đứng hiện tại là 8 giờ rưỡi rồi. Nãy gì kia nói tầm cho 9 giờ là bắt đầu tan ra ăn chợ hả chị? Dạ. Ủa chị đang nấu cơm á hả? À dạ. Thôi em cảm ơn, thì chị bán buôn đó nha. Cảm ơn chị nhiều. Anh chị em nào có đến chợ thì ghé ủng hộ chị nha. Chị thứ mấy vậy? Dạ, cảm ơn chị Năm. Giờ vô phía trong. Đây. Đây có rất là nhiều sạp bán ở phía trong đây. Ở đây là đi ra cổng của chợ Phú Thứ đó cô chú. Đây mấy chị bán đồ tươi nè. Là mấy cô bán rất là nhiều luôn. Phía trong này đi cũng nhộn nhịp luôn chứ. Này mấy chị mấy cô bán xoài tiếp nè. Dạ. Chính xác hả cô? Chính xác. Dạ. Nói về chùm tính nhẩm là ở chợ mấy cô tính nhanh mà. Dạ. Chúc cô ngày mới bán đắt hàng nha. Dạ. Lần trước miền Tây đến đây cô bán mấy trái xoài. Dạ. Chắc cô nhớ rồi mà lần trước cô nhớ qua. Dạ dạ. Dạ. Đây xoài quá chừng này. Với lại mít, mít nghệ hả cô? Mít nghệ, mít ruột đỏ, mít Indo. À mít ruột đỏ Indo. Bữa nay bán ra 1 ký bao nhiêu cho khách vậy cô? Cô bán 30. 30 ký ha. À, dạ. Cân ngang cho người ta thì nguyên trái 25 người ta sẽ bán dọc theo lộ nè. Dạ dạ. Mấy người bán mít ruột đỏ đó, người ta lộ thật là ngon luôn đó. Thấy muối không đó, thấy không? Dạ. Vậy là cái này là ruột đỏ hả? Xưa giờ con kêu mít nghệ đúng không? Con không biết. Không, ruột đỏ mới có, kêu Indo. À, cái này là ruột đỏ. Không, ý là xưa giờ con tưởng là kêu là mít nghệ. Nghệ là nghệ vườn của mình. À, dạ. Còn mít Thái, hồi lúc trước thì chỉ có mít Thái này thôi. À, cái này là mít Thái nha. Này có cô bên đây bán nè. Dạ. Dạ. Đây mấy cô nè, bán luôn dừa khô nữa, dừa cải, bắp chuối to lắm. Dạ, bắp chuối rất là to nè, to hơn bàn tay của em luôn á. Con di chuyển liên tục về, ăn công phần là chính. Cái máy cầu nè, cô đến thì ghé ủng hộ mấy cô nha. Dạ rồi, cô bán ở đây được bao nhiêu năm rồi? Ở chợ này là có bán rồi đó. Vậy là 10 coi 12 13 11 năm rồi. Giờ mười mấy năm rồi. Này có khách rồi đó nha. Thôi đi cô ơi, cảm ơn cô nhiều. Này có mấy cô bán khô nè. Dạ. Dạ, quay sạp cô. Khô rất là nhiều nha, lý châu nè, cá thiều, lù đù, cá khoai, cá lóc, quá trần luôn. Ở bên này bán được không cô? Dạ, để một chút. À có lạp xưởng nữa. Đây. Đây là lạp xưởng nha. Rồi đến thì ghé ủng hộ cô. Rồi đang sáng nè. Bây giờ lu bu hả? À dạ. Rồi thôi vậy bán đắt hàng nha cô. Dạ. Có đến 586 ghé ủng hộ cho cô nha. Sạp cô gì vậy? Cô. Sạp cô Sáu nha. Dạ cô Sáu nha. Dạ. Cô ghé thì ghé ủng hộ cô Sáu. Ừ, đi sao ơi. Giờ cùng miền Tây thôi giờ mình đi hướng này xuống luôn đi. Đã hết về chợ cá nha. Con đi nha cô. Dạ.
giờ này miền Tây cảm nhận là mấy chị bắt đầu ăn sáng rồi, ăn sáng rất là nhiều rồi đó, cải tiếp. Đây đây là có chứ, có không, có không, có quay 5 người ăn tô, 5 tô thiệt luôn hả? Ăn có 1 tô mà cũng chết rồi, mà người ta ba mẹ người ta ăn 5 tô tiền đó luôn, cha chủ ơi. Dạ. Ăn gì dữ vậy trời, 1 tô ăn cũng mất chết rồi. Đây cô chú, giờ này mới được ăn uống đó nha, sáng giờ buôn bán đó. Dạ lo bán, dạ. Chúc mấy chị ăn càng ngày càng trễ nha, bán càng ngày càng đắt hàng nha. Dạ. Rất là nhiều luôn. Đây cái gần hết rồi. Hồi trước ông xã của chị gái này có nói chuyện với mình, nhưng mà hai anh em nói chuyện không được bao lâu, tại vì anh bán đắt hàng lắm. Bán cái gần hết rồi chị bữa nay. À dạ. Chú chị bán mỗi ngày mỗi đắt hơn nha. Dạ, anh chị mỗi ngày càng thành công hơn nữa, sạp cá càng ngày càng bự hơn nữa. Dạ. Kênh của em là miền Tây sông nước. Đây chị gái đây, anh chị em nào có đến chợ Phú Thứ mà muốn mua cá ghé hộ chị nè. Chị mua rau độc. Rau độc, rau dừa. Trước miền Tây ghé tại đây thì anh chị bán cá he. À nhớ rồi, đợt trước miền Tây ghé tại đây có một cô mua, nhớ chính xác luôn, lại cô hay có cái xe kéo kéo mà có gỗ màu đỏ sao đó, lại cô đó đó, miền Tây nhớ chính xác rồi. Thôi em đi nha, chúc chị bán lúc nào cũng đắt hàng, chúc chị lúc nào cũng thành công. Đâu hồi sáng anh trai này kêu quay cá đúng không? Đây nè, hết trơn rồi. Không vậy mới mừng chứ, tôi quay còn cá đâu có được, đúng không, quay phải hết mới mừng chứ. À kiếm thêm kiếm... không, không bây giờ nè mà bán gần hết cá là mừng nghe. Dạ đó. À vậy đó hả, sạp của anh gì vậy? À anh Thăng hả? À anh Thăng cá đồng, anh Sĩ Lẻ cá đồng luôn. Kiếm thêm gì vậy hả? Nãy ông kêu ông kiếm thêm cái gì kìa, phải không? Đang à, ế hả? À nó 50 trở lại hả? Ồ con thác lát này bự ra, con thác lát này cỡ hơn ký không anh? Ký gửi nha. Lâu quá quay mà lại chừng nào nói hết cá mới mừng chứ. Dạ. Đây. Cái dày rất là nhiều nè cô chú. Cái dày hay cái lóc bông vậy? À cái dày ha. Đó. Anh có Sĩ Lẻ cá luôn. Cô đến thì ghé ủng hộ anh. Đó. Mấy anh em đang làm cá nè. Rồi, vậy em di chuyển. Ở đây cảm ơn anh nhiều. Chúc anh lúc nào cũng vui vẻ. Anh chị em nào muốn làm bán hàng ghé hoặc mua lẻ thì ghé anh nha. Sạp của anh Thăng đó. Lâu lâu ghé quay đồ ăn quảng cáo rồi tiếp luôn. Dạ rồi, ok. Rồi muốn giao lưu kết hợp gì đó, ghé ổng luôn đi. Đừng nghĩ hai chữ cuối ông nội. À dạ. Cô bán giống luôn hả? Đây cô chú, đây mấy anh chị sắp cá nè, rất nhiều. Rồi mấy anh em đang bán. Mình trai, anh trai đi hả chị? Ông anh ở đây ổng đi rồi, ổng cũng vui lắm. Còn miền Tây di chuyển lên phía trên nha. Chất châu. Rồi.
Đây ở đây thì vậy đây là bán đồ ăn sáng. Đây. Rất là nhiều quán đồ ăn sáng nha. Ồ, ông anh của em bán hến ông đi đâu rồi? Không anh bán hến rồi chứ. Đi về. Sáng có lại nói chuyện với anh. Anh đi rồi. Thôi mình phải đi luôn. Bán dép hả chị? Dạ. Chị gái bán dép. Bà chủ tóc tém bán dép. Lên cho Phú Thứ ghé ủng hộ chị nha. Các loại dép nè, giày luôn hả chị? Rồi nón nữa ha. Dây nịch nữa nè. Vớ. Khẩu trang luôn. Rồi để nói chị tiếng cảm ơn. Rồi em thôi em gửi lời cảm ơn đến chị nhiều nha. Anh chị em nào có đến chợ Phú Thứ mà muốn mua giày dép á thì ghé ủng hộ chị gái nè. Đây. Xin chào cả nhà. Dạ, chị sạch chị gì vậy chị? Giày dép cô Tuyết. À cô Tuyết ha, chị tên Tuyết luôn hả? Chị tên Duyên. À chị Duyên. À, dạ, cảm ơn. Má chị. Dạ, cảm ơn chị Duyên nhiều nha. Cảm ơn bye bye cả nhà. Dạ dạ. Đặc biệt là chị cười tươi, chị bán rất là đắt hàng đó. Mình thích những người tích cực như vậy. Con trai đang chở gì cái lạ lạ ta. Đây có chị gái. Nó chín quá. Ông nó không có giòn á, nó cứ ngắt hàng bỏ vô coi. Nó không vậy nó không giòn thôi. Biết không? Trong tất cả rồi cái này là cái ổ này là BTP xe cao nhất. Ừ, đúng rồi đúng rồi. Anh trai đã nói đúng á. Đúng rồi anh trai này nói chính xác. Chính xác anh nói đúng á, em có từng nghe cái thông tin này rồi, đúng chính xác. Ga mà kia đâu có không bằng. Vitamin C trong ổi là nhiều nhất, người ta đã từng nghe đúng chính xác. Ba trái là cô. Bà trái vừa vừa thôi. Đem lụm cho, đem lụm cho. Rồi trước miền Tây có ghé sạp của chị quay nữa nè. Quay đi, cho chiếc ba hả? Dạ, quay cho chị bán đắt hàng. Đừng có quay tôi. Dạ rồi, 5 ngàn. Chú ghé vậy, ta trả hàng. Dạ, chỉ có 5 ngàn hả? Ghé vậy. Trời ơi. Một ký bao nhiêu vậy chị? Ký 12 ngàn mà giờ đi. Lần trước em ghé chị cũng xách hai giỏ giống vậy nè. À, đúng rồi. Dạ, lúc quay cảnh chợ Phú Thứ đó. Dạ. Có gì bấm vô miền Tây sông nước chợ Phú Thứ coi nghe chị. Dạ. Đây chị gái nè. Dạ, chào chị nha. Chào chị. Khán giả em mà sao không nhìn. Chào khán giả. Dạ. Dạ. Chào chú. Dạ. Lần trước có cái nào là nói cho bà biết bây giờ. À kênh của em là miền Tây sông nước, hồi nãy thông tin nãy anh nói đúng luôn á, em nhớ có một lần em nghe rồi, chính xác, cái ổi là vì nhiều vitamin C lắm luôn á. Chỉ có điều là cái thông tin đó ai biết ổi nhiều không, không có ý là cái ví dụ trái ổi á nhiều chất C lắm. Thôi vợ vợ cái đó cho em quay cái khúc này. Ủa này là hết chưa? Hết rồi. À, còn dạ. Bao nhiêu nó hết rồi. À vậy đó ha. Dạ cô chú. Rồi em cảm ơn nha. Chị ở đâu bán lại đây? Ở trong cái thằng bằng. À dạ. Ở giường. Ở giường nha. Đây ông anh bán bún nha. Đây, kênh của em là miền Tây sông nước. Dạ. Chúc anh ngày mới vui vẻ. Cảm ơn em. Đặt hàng. Anh chị em nào mà muốn mua bún hủ tiếu anh? Bún hủ tiếu mày bên lọc là đầy đủ chứ mày cái gì bột. À cái này bột nha. Dạ. Đây là lần thứ hai em ghé rồi, với lại đâu coi em ghé được trước là không có quay chỗ sạp của anh, có bên đây thì có quay chị gái bán ổi. Đầu hôm em quay kênh của em là kênh miền Tây sông nước. Không phải miền Tây sông nước, cái kênh gì vậy? Vĩnh Long gì mà ta. Dạ thì cô chú à. Dạ sắp tới mùa gì nữa rồi, tới mùa gì, chuẩn bị tới mùa gì?
Chuẩn bị tới mua gì vậy? Chôm chôm. Chôm chôm hả? Dạ. Đó chợ. Dạ. Chị bán vậy là bao nhiêu năm rồi? Dạ dạ. Này cô chú. Tôi đến Phú Thứ ghé ủng hộ chị nha. Chị này rất là nhiệt tình mà vui lắm á. Đợt miền Tây đến là đó là chị này với một chị bán bán mận góc phía trên này nè, cũng rất là vui. Đấy, nhớ. Thôi em di chuyển nha. Cảm ơn anh trai nhiều. Anh chị em nào mà mở tiệm bán đồ ăn sáng rồi đó, muốn ghé làm bạn hàng thì ghé ủng hộ anh nha. Dạ. Anh thứ mấy vậy? Anh thứ hai. Dạ, cảm ơn anh hai nhiều. Cô bán ốc. Dạ. Ốc bu hả cô? Dạ, ốc bu ốc lát. Bu ốc lát nha. Này chắc dạ, bắt nhà hết luôn nha. Dạ, ốc lát đó. Này cô bắt nhà hết luôn hả? Dạ, bắt nhà xong đó. Dạ. Đợt trước cũng có ghé quay mấy sạp phía trước nè. Mấy có quay dính cô không? Dạ. Đây đồ nhà nữa nè. Dạ, bữa đi bữa không. À vậy hả? Rồi sáng gì cô đi bằng cái gì? Ô chị chứ đâu đâu có cởi tự ra tưởng kêu cô không phải chị gái còn trẻ sụp sụp cái nón lá nghe cái giọng nó hơi khào khào tưởng lớn tuổi lớn rồi thôi kêu chị chứ rồi. kêu chị à. Cho trẻ dạ này đem theo gào hái bán giờ vất vả lắm cô ghé thì ủng hộ mấy chị nhà hết trơn rồi đó. Rồi em đi chị ơi, để chị bán hàng tiếp nha. Cảm ơn chị. Đây, cô miền Tây lên phía trên. Cô bán. Rồi, cô miền Tây lên phía trên đây đi, cái gian hàng đây nè, mình bán rất là nhiều luôn. Thôi, mình tay di chuyển lên góc này đi, từ lúc quay giờ mình tay vừa lên góc này ha, loại bánh. Này. Đây dãy bán đồ ăn sáng rất là nhiều, mấy chị bán nè. Bán đất hàng nghe chị. Dạ. Dạ YouTube. Dạ kênh của em là miền Tây sông nước chị. Dạ. Dạ. Em ghé đây lần thứ hai rồi chị. Nhưng mà lần trước thì em ghé thì em đi hết một vòng tròn phía dưới em đi lên kết thúc mình. Có cái người khác lại quay nữa. À dạ. Là ba người ba chỗ. Dạ. Đây. Không mà quay nhiều người biết lắm. Vui. Thứ nhất là quay làm kỷ niệm, thứ hai nữa là mình quay gì để cho bà con xa xứ coi chị. Dạ. Không phải nước ngoài không đâu chị. Thí dụ như anh chị em nào đi làm Bình Dương, Đồng Nai thôi, nhớ quê coi cũng được nữa. Dạ, trong với ngoài nước luôn mà. Dạ. Đặc biệt là em quay như vậy là ở vùng chợ quê á, mấy anh chị em đi làm xa xứ nhiều lắm. Dạ. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Câu này hay đó. Nhớ quê hương đi xe rồi. Dạ đây ăn sáng ghé chị nha. Đây có chị gái bán khoai lang xôi chứ ai xa xứ mà không nhớ quê. Dạ ai xa xứ cũng nhớ quê mà. Dạ nghe canh nhớ gì quên bà nó mẹ nó là cái câu gì đó nói hơi cái chữ thề nữa thấy mẹ luôn đó. Đây có mấy chị nè bán đồ ăn sáng gần hết luôn đó hả chị? Dạ hết rồi. Dạ. Mình tay đi quay mà thấy gần hết rồi mình tay mừng lắm. Đây. Mình hết mừng là lý do là bán đắt hàng. Đó. Ở đây thì có tiệm tạp hóa. À đây đây đây. Bánh ướt, chả lụa, bún gạo, mì xào chay. Đây. Bên này có tạp hóa. Có một cái trường hợp là chị biết không, là cái chị kia á, chị ở trong chợ nhưng mà vô tình á em quay cái chợ đó thì bạn của chị đó gặp lại mới biết là chị đó bán ngay tại chợ luôn á, cũng nhờ cái clip em quay á. Rồi thôi em chào chị nha, chúc chị bán đắt hàng. Anh chị em nào mà muốn ăn
cuốn xào với nước hả chị? Dạ, ghé ủng hộ chị nha. Đây, kia bên đây tiếp. À, có cô đây bán cái rổ cô kéo ra ngoài cho khách nha. Cái cô không cần đi ra ngoài nha, chỉ cần đưa cái rổ ra là đưa đồ ra được rồi, thôi tiền. Dạ, cái này cũng hay á. Dạ, khỏi cần đi ra ngoài, di chuyển cho xa. Dạ, cô làm hình thức này được bao lâu rồi? À, à dạ, vậy là nhờ mùa dịch là bắt đầu mình nghĩ cái ý tưởng này luôn. À dạ. Thôi nhắc tới mùa dịch thì thấy hơi thấy ớn luôn, thấy nó ngợp. Cô đến thì ghé hộ hai cô nha, cô năm với cô tư, rồi bên đây là cô sáu. Ồ, được nguyên cái sảnh luôn ta, 4, 5, 6 dạ 4, 5, 6 bên đây cô sáu không cô bán. Dạ, nghỉ bán một ngày hay gì hay cô, hay là nghỉ bán luôn? Dạ, bánh bò đi con. Đây bánh rất là nhiều nha, bánh mặn nữa nè. Bánh mặn, bánh cam, bánh cam, bánh nhiêu. Mấy cái. Còn đây bánh tét nữa chú. Mấy cái về mồi. Bún thịt xào ơi. Đó, con ghé ủng hộ cho cô Tư, cô Năm với cô Sáu luôn nha. Tư có bán thêm, Năm có bán thêm rau câu. Ai giảm cân ăn rau câu nha, nhưng mà rau câu trong. Này, rau câu này ăn hơi mập. Thưa cô Tư luôn đi. Thưa cô Na đi luôn cô Năm ơi. Dạ, cảm ơn nhiều. Rồi, đi hết một dãy chợ rồi đó cô chú. Wow, đây là phía sáng nè. Đây là dãy phía ngoài, bán rất là nhiều đồ dùng. Giày, mỹ phẩm, rồi các đồ dùng gia đình rất là nhiều. Đi bên đây thì lái xe. Đây là bán chợ Phú Thứ nha. Anh sẽ kết thúc clip tại đây luôn. Rồi, chợ Phú Thứ ở đây. Cô chú. Mấy ông anh bán trái cây được trước ở đây cũng vui lắm, mà bữa nay thấy vẫn quá không thấy mấy ông bán rồi. Có cái bảng để phía dưới nè, thông tin minh bạch tiêu dùng an toàn nha. Mấy anh em bán bông nó mất tiêu hết trơn rồi. Với bán trái cây trước cũng vui lắm. Để mình gặp lại chị gái bán đồ ở đây hỏi nha. Sao sách gì nữa rồi? Dạ. Cô chú. Mấy ông anh này mất tiêu hết trơn, không thấy ông nào hết trơn. Ủa anh? Hôm nay sao thấy im ru hết trơn vậy? Cái gì báo cái gì? Rồi, kìa chung báo mà đó kìa. Trời ơi. Chung báo. Để cháu bán cái đi, để cháu bán cái đi, ông đang bán hàng mà. Bây giờ kiếm mấy ông không thấy. Dạ. Anh ơi. Này cái gì cam cô gì rồi mận cô gì rồi đó. Đúng rồi. Cảm ơn mấy anh nhiều nha. Cho mấy anh em vui. Nãy giờ kiếm không thấy, không biết ông nào bán ở đâu. Dạ. Dạ. Cắt bìa hả? Cắt bằng gói bông. Gói bông. Cái này bán được không? Được. Tết thì ok rồi, không nói rồi. Qua Tết thì nó hơi sừng lên chút, tại di chuyển. Dạ, mấy em luôn hả? Mấy em lòi cam lên kìa. Rồi, vui nha. Dạ, dạ. Lúc nào cũng mạnh khỏe, bán đắt hàng. Lại chợ mua đồ ăn cơm, để đi làm ngành. Thôi, mình lại kết thúc clip ở đây luôn.
có tiệm gạo chú. Ở đây thì thôi để miền Tây đứng kế mạnh luôn, kết thúc clip luôn về hướng này ra nha. Cuối clip thì miền Tây xuống nước xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các thính giả gần xa nha đã dừng chân tại clip ngày hôm nay ở xem clip chợ Phú Thứ hay còn gọi là chợ 586. Dạ, những hình ảnh những clip rất là vui về một ngôi chợ mà nằm ở quận Cái Răng. Đấy. Ở đây thì cách chợ cũng cách chợ Xóm Củi nè, chợ Cái Côn của cô chú. Nếu mà đi ra từ phía đầu chợ đầu lộ á thì quẹo phía bên tay trái á mình sẽ đi về Cái Côn được nha. Còn đi hướng về phía bên tay phải thì sẽ đi ra trung tâm của thành phố Cần Thơ. Và miền Tây sông nước cũng rất là mong khán giả gần xa hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh cũng như là like nè, chia sẻ bình luận để giúp cho kênh của miền Tây sông nước ngày càng phát triển hơn nhé. Dạ rồi, bây giờ em xin kết thúc clip tại đây. Hẹn gặp lại khán thính giả gần xa ở clip sau nha. Bây giờ đi lấy xe tại bãi xe nè, đang đứng tại bãi xe nè. Dạ rồi, xin chào nha, xin chào. Đây anh nông trà luôn em anh. Đây có đến mua cam hả anh? Mua bông cam, hả? Mua trứng luôn. Bông cam chuối nha. Nãy giờ hai anh em quên nói chuyện đó. Lỗ khẩu trang ra luôn. Đấy, cho nó đẹp. Đây. Anh ủng hộ anh của em ngay chợ 586 luôn đó. Rồi, cảm ơn anh.